Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương chấn chỉnh phòng ngừa tình trạng lợi dụng việc cấp giấy nhận diện mã QR để vi phạm pháp luật. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp tổ chức kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa có giấy nhận diện QR code tại các điểm tập kết, điểm bốc dỡ hàng hóa, yêu cầu tổ chức cá nhân là chủ phương tiện được cấp giấy nhận diện QR code luồng xanh sử dụng đúng mục đích, lộ trình, xét nghiệm cho tài xế và người trên phương tiện theo định kỳ 72 giờ một lần.